Dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhiều lao động phải thực hiện cách ly hoặc không còn việc làm. Để kịp thời hỗ trợ người lao động, các ngành chức năng trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp giúp người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn học nghề, tìm kiếm việc làm mới phù hợp, vượt qua khó khăn trước mắt trong mùa dịch COVID-19. Gần 3 năm nay, chị Nguyễn Thị Hồng, quê ở huyện Kim Động, làm việc tại một công ty chuyên sản xuất hàng xuất khẩu với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Do tình hình dịch bệnh, hoạt động của công ty bị ảnh hưởng. Cuối tháng 5 vừa qua, chị Hồng thuộc diện bị cắt giảm lao động. Không có việc làm, phải nghỉ ở nhà, cuộc sống khó khăn, nhưng được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh hỗ trợ làm thủ tục lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp, tìm kiếm việc làm mới, nên chị và rất nhiều người lao động đã yên tâm phần nào. Hôm nay là lần đầu tiên đến làm bảo hiểm thất nghiệp. Và 3 tháng trợ cấp cái bảo hiểm thất nghiệp này thì mỗi tháng là được hơn 3 triệu. Tôi được các chị ở trung tâm giới thiệu việc làm này có giới thiệu cho tôi những công việc phù hợp cho thời gian sắp tới. Do khó khăn dịch bệnh, công việc ở công ty có nhiều thay đổi. Tôi nghỉ việc và đến làm trợ cấp thất nghiệp. Trợ cấp này rất là quan trọng và kịp thời cái thời điểm này cho cuộc sống gia đình, giúp bản thân tôi sẽ có điều kiện để tìm công việc mới. Nhằm góp phần hỗ trợ người lao động trong tỉnh giảm bớt khó khăn do dịch bệnh, ngoài việc nắm bắt tình hình lao động, hướng dẫn doanh nghiệp làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở ngành chủ động có phương án hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là những doanh nghiệp phải cho nhiều người lao động thôi việc. Trong đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tích cực thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động, tổ chức sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh tư vấn học nghề, khai thác vị trí việc làm trống để tư vấn giới thiệu cho người lao động và cung cấp thông tin về thị trường lao động cho doanh nghiệp, góp phần điều tiết thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Trung tâm xác định nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ trọng tâm nhất là phải đảm bảo được cái quyền lợi của người lao động. Trong khi người lao động mà bị mất việc làm, bị thất nghiệp, được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp để duy trì cuộc sống. Chúng tôi cũng tăng cường cái công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, áp dụng rất linh hoạt các cái biện pháp tạo điều kiện cho người lao động khai báo hoặc đăng ký qua online, kết nối trực tiếp người lao động với doanh nghiệp. Tính riêng từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tổ chức tư vấn việc làm và học nghề cho gần 16.000 lao động. Trong đó đã kết nối giới thiệu việc làm cho trên 1.000 lao động thất nghiệp có việc làm mới, đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận và giải quyết cho gần 4.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền gần 59 tỷ đồng.